Ông Tư dự định là khi nào ông Tư về lại Tắc Vân? Tết này nè. Thì rồi hứa con rồi 29, 30, 1, 2 tôi về đây. Nhưng mà giờ... Ngoại khỏe không ngoại? Tết hôm nay ngoại xuống chạm mặt con là... Ngoại ôm hôn con cái mới được. Ngoại hứa là ngoại xuống à. Xin chào cô bác quý chị, những ngày này là những ngày cận Tết. Và trên dòng sông này thì người ta đã bán những cái bông cúc để cho những chương Tết rất là nhiều rồi. Và cô bác quý chị thấy đó, cúc vàng cũng đã trổ hoa để chuẩn bị đón một cái không khí Tết an lành. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của ông Tư để xem coi ông Tư đã chuẩn bị gì và cuộc sống của ông Tư như thế nào trong những ngày cận Tết như thế này. Dạ con chào ông Tư. Dạ, chào chú. Hôm nay thì con đến đây những ngày cận Tết rồi. Dạ. Thì lúc nãy con đi vòng vòng ở cái khu vực ông Tư thường hay bơi xuồng nè. Dạ. Là hoa cúc á, hoa cúc nó đã chạy cập sông này rất là nhiều. Dạ. Ông Tư có nôn nóng cái không khí Tết không? Tôi không nôn nóng, tôi nôn nóng là tại tôi đừng có nghịch cảnh với bên vợ tôi á, chứ đừng có cái lời thầy tôi thì tôi có thể. Dạ. Nhưng mà thấy con khóc về chơi một hai bữa về, nhưng mà nó nói ở trên đất dân thì tôi về, vì cách xa quê vợ tôi cũng mấy chục cây số rồi. Vậy là chú về đất dân xa quê vợ thì chú về. Dạ. Để ở cùng chơi với chị Hương với năm nước ngoài rồi. Dạ. Lúc đó hồi đó tôi mừng mướn, tôi luôn bạn ở đó nhiều lắm ở đất dân. Dạ. Cái cảm giác ngày hôm đó đến hôm nay nó còn ngủ được không Tư? Ngủ cũng được nhưng những ngày này thì đi trên cái chiếc ghe mới này á thì ông Tư lượm được nhiều phế liệu hơn không? Cũng đỡ. Mà đối với cái cũ ghe mới hiện vậy là lượm có cái nhậm nước thì ít, nhưng mà cái cô bác đã cho là nhiều. Dạ. Nó gạo thiệt là mấy năm nay tôi là không có mua ký nợ cho ngồi tôi mới xuống á. Thì cô bác đâu chưa biết, mới xuống ghe một năm đầu đó. Từ từ cô bác mới hỏi thăm rồi này nọ. Tôi cũng bình thật, tôi cũng nói thật vậy vậy đó. Rồi cô bác cũng biết là tôi đi mừng mướn gặp chú cách cái trời rồi. Dạ. Cách cái trời ở ngoài uống rồi này nọ vậy đó. Dạ. Thành ra là cô bác ra ra hỏi sao mà giờ chú ghe bác chú ghe nói giờ ta cứ giữ con cho anh ta không cho ở, rồi người kia thì đất đã sang mà đã về ngoài sông này nó cất nhà tường nhà kê gì đó ra anh ta cho ở rồi tôi chú ghe đi rất là trai. Ông Tư dự định là khi nào ông Tư về lại Tắc Vân Tết này nè? Thì tôi hứa con tôi 29, 30, 1, 2 tôi về đây. Nhưng mà giờ bị về ở đây, giờ cô bác đã nói giờ năm nay chú cũng được chế độ là này đó, với cô bác ra cũng ủng hộ chú đó. Chứ nhiều nơi cũng gần xa đó là cũng là điện cho tôi biết rồi, cái chú đó giờ đâu vậy đó. Điện cho mấy cô ở xóm bạn bè rồi vậy đó. Tôi có quà tôi gửi thì cô đem về giùm cho chú đó. Rồi địa phương là phương đâu đây đó, rối lách ăn lắm mà. Năm nay thì ông Tư lại được mọi người quan tâm nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều hơn. Những ngày gần đây thì người ta lại quan tâm đến cái cuộc sống của ông Tư. Dạ, dạ. Dòm ngó, mà nếu năm nay tôi được như vậy á, tôi còn nghĩ sợ dần cô bác là nói tôi làm ăn khá không giúp bằng tôi đi cái game một nát nữa. Không biết chừng nào chìm vậy, không biết là chết đây nữa. Tôi cũng nói thiệt với cô bác gần xa với ba chú. Dạ. Trong những ngày này thì ông Tư có nôn nóng về lại Tắc Vân không? Tôi là cũng nôn nóng. Ông Tư đã chuẩn bị tinh thần cũng như là những gì để mà đi xuống ở cùng với chơi những ngày với lại con mình những ngày Tết thôi chưa? Có chứ. Đi thì phải là có tinh thần vui vẻ để là gặp con. Rồi khi về đó vừa gặp mẹ bạn rồi này nọ. Bạn trai và bạn gái, vì đó tôi mừng mướn đó cũng năm mấy rồi.
nhiều cô gái thương tôi lắm mà tôi không có chịu. Với cô giáo luôn mà còn thương tôi là tôi không chịu nữa. Dạ. Thẳng luôn đó, ở Tân Dân đó. Bây giờ về lại có tìm lại ngày xưa không? Không. Không. Tại cũng lớn tuổi hết rồi. À. Nhớ là nhớ những cái kỷ niệm nhớ thôi. Kỷ niệm thôi. Nhưng mà ông Tư đã chuẩn bị tinh thần gì cho mình để mà mình trước khi mình về lại quê, mà trước khi 31 năm, bỏ đi 31 năm? Đó là về quê đó là của quê của người dân không giống phải quê vợ tôi. Con tôi bị nó mướn nhà trọ đó là cũng như là nó ở cũng quê lại chứ người thôi, là về chơi chứ không có cái suy nghĩ gì. Dạ. Đó, thăm con, về thăm con. À, về để gặp cháu ngoại nè. Với lại gặp con của mình, biết cái cuộc sống con của mình ra sao. À, con về thế con sống sao. Và ông Tư dự định là đi như thế nào? Thì là con tôi nói là nó lên rước, rồi về nó đưa về. Bây giờ như thế này, con có một mạnh thường, có một anh đó, anh đòi là ảnh sẽ rước ông Tư. Ảnh nói là ảnh nhờ ô tô, kêu con gọi ô tô rước ông Tư, để cho ông Tư đi dưới, lo ông Tư đi là lo ông Tư về. Không, con bây giờ đó thì chú không phải nói. Sợ ông Tư ngồi xe mệt. Không. Ông Tư ngồi xe được không? Được. Chú nói thiệt chú là tôi bây giờ tôi không tin ai chứ. Dạ. Nói thẳng. À, tin con không? Tin. Ngoài ra tôi thiệt chú giờ ai chở tôi đi không đi. Dạ. Chở đi xa ra tôi không đi. Cứ ở một chỗ thôi, đừng có đi, để con mình lên rước hà đi. Để cho con mình coi, con mình nó thật lòng kiểu là thật lòng có hiếu không, đúng không? Dạ. Đó, thôi để cho con rước lên hà đi. Còn ai rước không cũng không đi luôn. Không đi luôn. Con rước ông đi không? Mà đi với mấy chú tôi đi. Vậy là hôm nào con rước ông nha. Dạ. Coi cho con lát nữa xong này cho con bắt ngoéo tay ông cái được không? Mà tôi đi là tôi nói giờ ai chở tôi không đi chứ thiệt. Chỉ con thôi. Hai là ba chú. Dạ. Trời ơi, ra chạy xe hôm đó mà hàng ngày mà còn bị bẻ cổ giận họng nữa. Tôi bây giờ đâu nghe được là Mạnh Thường Quân rồi cô bác rồi giúp đỡ. Nếu giúp đỡ thì mua ghe mua đồ con đỉnh tôi cũng chạy tôi gửi người ta rủ đi xuống con tôi chơi rồi ấy rồi. Cũng có tiền về chứ đâu phải là bắt con cái gì cũng bắt con không sao. Thì hôm mà chị Hương bóc từng vỏ tôm cũng như là lột cua ra cho ông Tư ăn, Tư vui dữ không? Trời ơi vui chứ. Cái bạn luôn mà con rớt mắt luôn, em nuôi con rớt mắt luôn mà. Dạ hả? Hỏi chứ tôi làm cha tôi lòng dạ nào mà không đứa con. Mà bị hoàn cảnh về trong lúc đó là tôi nói chú là ai cũng phải kẹt hết chứ. Lòng dạ nào mà không đớn đau ông Tư ha? Đúng rồi. Đêm đó là tôi ngủ không được luôn mà nó về 8-9 giờ đêm rồi mà điện nói cha ơi cho ngủ ngủ đến hai điện á cho coi điện thoại cho gõ nha chứ cha coi rồi á tiếng lạ cha cũng đừng có nói chuyện đừng có bắt máy. Ông Tư nên gửi tiền hết cho người ta, ông Tư đừng có giữ trong mình nha. Thì tôi gửi cho nó đâu vậy. Gửi với con á hôm nay là bữa hôm chính là con lên nước cha cho có gửi nghe được cho cậu lớn rồi. Dạ. Mẹ cũng về đó. Cha về. Cha có bao nhiêu ngày thì cha cũng về để nó chơi với con. Mẹ con là vui vẻ rồi. Đến ngày để cha về làm đêm đông nhất như cha con nhất ngày cũng còn cũng không đổi rồi. Nè này đó. Cho mấy chú của con. Đó. Ra cha phải gấp về bữa hôm tám thì cha không có rước ông bà gì nữa, rồi không rước ông nội gì thì là mùng một mùng hai gì cũng còn ngày đến, cho nên là cha cũng là phải có cái hiếu với ông nội cho nên chiều cũng mâm cơm đảm bảo. Dạ. Thì con cũng an tâm, cha hứa là cha phải chú là chú ăn. Thì tới đó con rước cha về. Dạ, tới bữa đó là con rước cha về rồi chừng nào ấy trúng nội thì cha con lên trển. Mẹ ơi cha về rồi cha nấu mâm cơm cũng đạm bạc ở dưới nghe vậy đó. Dạ. Vậy con có còn nói gì nữa không? Con mừng cha hứa cha về là vậy không? Dạ con mừng, con muốn cha ở với con dưới này luôn nhớ chứ.
Không được con ơi, vì cái này bà cảnh cũng nhiều công chuyện dữ lắm. Ông Tư nhiều cô bác đây rồi, mấy chú mấy cậu cũng mến cha cũng như là con mến cha vậy đó. Ông Tư ơi, bà cảnh cũng khó khăn. Ông Tư, nhà của chị Hường rộng lắm, có ở đây cách bên bà Tư 20 km nè, nhà rộng lắm, có hai đứa cháu ngoại nè, con đang nói với ông. Đang ông ngoại nè, ông đi ngồi đây. Cháu ngoại Út mạng yếu hay sao rồi? Thấy gì đâu, thấy gì đâu. Rồi thấy chưa, thấy cháu ngoại chưa, cháu ngoại Út chưa? Ngoại con tên gì, con nói cho ngoại nghe với. Con tên Đăng. Con tên Đăng, Trần Hải Đăng ông ngoại ơi. Về đây có, về đây có cháu ngoại đây rồi. Đây nè, có cháu ngoại nè. Đó, đi đâu là có cháu ngoại sai, cháu ngoại đi mua rượu, cháu ngoại chạy cười cười luôn đó. Nói gì với ông ngoại đi Đăng. Thì... ngoại khỏe không? Ngoại sáng ăn uống gì chưa? Ngoại khỏe không ngoại? Đến hôm nay ông ngoại cũng chạm mặt con là ngoại ôm hôn con cái mới được. Dạ. Ông ngoại hứa là ông ngoại xuống là chạm con. Từ vậy để bữa đó ông ngoại xuống rồi á. Nói ông ngoại cố gắng giữ gìn sức khỏe, dặn quê ăn Tết. Dạ. Nói ông ngoại đi Đăng. Ừ. Ngoại gắn giữ gìn sức khỏe về ăn Tết ngoại ơi. Mới bộ đồ sao bữa nay mặc bộ đồ. Sao mà không mặc đồ mới vậy cha? Đi đi con, đi mua mẹ. Đi dắt cái chai rồi mặc nhiều đồ quá rồi giờ mình đâu có bơi được chỗ nào. Vừa không cha? Cha mặc đồ vừa không? Vừa con. Dạ con cha gán sạc cái điện thoại đi để cho nó có pin coi, để thôi điện thuê bao không à? Dạ. Cái điện thoại cha. Cha mua điện thoại mới rồi. Con biết nhưng mà cha phải sạc đầy pin thì con mới điện được. Thoại cha, thoại cha làm như hết pin hay gì vậy? Điện hôm con điện không được. Chị em con mong cha về đây sống với hai chị em con. Chị phép điện đâu thì làm đầy đủ chứ mà. Cho mấy bữa nó điện nó liên lạc được, bây giờ nó điện được. Điện lúc được lúc không vậy đó, lúc thì điện cha được, lúc thì không vậy đó. Cha suy nghĩ về đây sống với hai chị em con luôn đi. Dạ con nói vô cha chạy gần quá. Chuyện cha ấy về đây sống với hai chị em con, cho hai chị em con lo. Dạ thì để đi rồi, rồi cha đánh về trước là đánh cho về là thăm con, chị em con rồi là rồi cha là về này để chấp chiếp đồ với công chuyện của cha, ông làm giấy tờ đồ đâu đó rồi đâu cha ở cho nó hợp lệ. Yeah. Cô bác thì cũng làm giùm chính quyền đó, cũng chứng kiến đồ này nọ rồi xong vô rồi cho phải đánh đi đâu mình có giấy tờ hợp lệ nó dễ hơn. Về đây có mẹ lâu lâu con chở mẹ ra. Thì con an tâm đi rồi. Thống nhất lại bộ máy đi để có gì anh lên rước luôn, để đâu ông cụ không mặt là nói cửa đâu nó cửa ra thôi. Dạ rồi, giờ bây giờ con hỏi cha nè, ngày mấy cha mới thu xếp về với con được đặng con rước? Thì cha có nói hứa bữa 29 đó. Dạ 29 nhất quyết về phải không? À. Không có đổi ý nữa nha. Rồi. Chắc rồi. Nha, chắc ăn nha. Ơi, chắc ăn đó. Lên rước đó. À. Cha không đi con cũng ẩm cho lên xe đi nữa đó. Lối nổi không à? Nổi chứ á, con giờ làm hồ mà mạnh lắm á. Làm hồ con mạnh lắm à. Có một cái chú Mạnh Thường Quân là nói là có đi. Thì anh Hưng đi xe khách lên đi, là đi chở ông cụ đi lên luôn được không? Đi xe khách lên đó, có thể em đón em chở về cho được không? Được đây thì phóng xe khách tất dân Cần Thơ để khỏi tốn tiền đi, tốn bữa hổm thích tám chứ đi tốn tiền hả? Bây giờ chị nói với ông cụ đi, nói để em gước cho. Vậy thì 29 á, thằng Hưng nó sẽ đi xe khách lên chợ rồi á, rồi chú Bùi Hồ sẽ chạy xe của chú chở cha về đây. Vậy đi con nói cho bà. Dạ cái mẹ luôn. Cái máy cửa chai
mấy con dâu về liên lạc không được. Con không biết nữa, từ từ đi rồi để con sửa lại. Ông Tư ơi, dạ. Ông Tư có cần coi cái ngôi nhà của chị Hường không? Lát nữa chị quay cái ngôi nhà rộng lắm của chị á, có ba mẹ con ha. Rồi rồi đây chú là biết cái gì? Tôi thì cũng mất đón mà cô bác lên đồ bán đồ lắm mà tôi sửa ghe đồ lại mua đồ lắm mà đến tôi đi mới ăn lòng để mà mưa gió nước tôi còn lắm. Vui quá. Yêu cầu cho hứa cho về đây là con vui rồi. Rồi bye bye. Bữa nay bữa đó là con cầu vậy, em ra bữa nay cười dữ vậy. Nghe cho hứa về là con vui à. Để lên chảnh là cha nói cho không về. Chuyến này là con lên con rước là không có đổi ý đó. Cha không đổi ý đâu. Cha đổi ý đâu vậy. Cha vậy hết hả? Dạ. Đi đâu con mà có chuyện gì thì cha con mình liên lạc với sao cũng biết rồi. Nhưng mà giờ trái gió trở trời rồi cha nghỉ 2 giờ rồi làm sao đây? Rồi cha bệnh hoạn bất tử rồi ai ở đó cận kề để lo cho cha? Thì cha cũng tự lo rồi, cũng cô bác đây cũng đâu bỏ cha được. Nhưng mà dẫu có lo nữa cha đâu cũng nói con lúc cảm cho con lo cũng đâu bằng con lo cho cha. Đúng rồi, là sao bạn con lo cho cha được? Cho nên á, chỉ có một cách vẹn toàn á, là cha về đây sống với con. Thì cha nói vậy đấy, cha thời gian rồi cha đến nhau dạ. Này rồi cha. Thì con cho cha thời gian đó, cha suy nghĩ đi, rồi cha về đây sống với con, tới này con chở cha về đây chơi. Rồi con sẽ đưa cha về chợn, rồi cha sẽ suy nghĩ. Bây giờ thì cha còn khỏe, cha còn có thể là bơi để lượm những cái chai đó được. Thì cha cứ sống như vậy thoải mái. Còn một ngày nào đó cha tuổi già sức yếu rồi á, thì con sẽ rước về đây phụng dưỡng. Rồi con nói vậy cha cũng vui lòng. Dạ, con có bỏ cha đâu, đâu có đứa nào bỏ cha đâu, chẳng qua là ba mươi mấy năm rồi, không biết cha ở đâu để mà tìm thôi, chứ bọn con đâu có bỏ cha đâu. Đúng rồi, cha đi thì con nhỏ, dạ. Cha cũng đâu có quê hương ở đâu. Dạ, đâu có cha biết con đâu biết quê cha ở đâu đâu. Tình ra cha cũng... cũng không ra ngày đây mai đó tỉnh này tỉnh nọ giờ cha nước trong nước này cha đi nó chỉ có ngoài nấu cha chứ chứ đâu là cha cũng thấy chứ thấy ông làm gì thấy gặp nước làm đây anh ta chứ không có tới đó mà được làm giàu làm có gì chứ mà đủ ăn không à. Dạ không, bữa nay đi ta thả con nước về tới Cà Mau luôn đi cha. À, chắc lây gì mới dưới chắc cỡ một tháng ngoài à. có một là mua mấy giờ thì cỡ bình cỡ hai bữa ba bữa là tới dưới. Ở đó cha đi ghe đó chạy máy cũng có hai ngày một đêm tới Nam Cao vậy. Bữa đó ăn tôm với ăn cua mẹ vợ gửi lên thì tối ăn có khóc không nữa. Hả? Ăn tôm cua của mẹ có khóc không? Ăn tôm cua của mẹ gửi lên cha có khóc không? Dạ không, dạ không, nhưng mà cảm động rất tâm con người của cha thôi. Nghe ngào vậy thôi. Mẹ cũng chưa sẵn kiếm cá kèo phơi khô cho cha nữa kìa. Thôi, chừng nào cha gì vẫn tính sao? Thì bây giờ mới kiếm tại vuông mấy cậu đồ sổ đó. Dạ. Có thì đó, chia lại với phơi khô cho cha. Khóc rồi. Khóc hay sao rồi? Còn. Thì... Đó, cho nên đó, khi lên cái clip á, rõ ràng trùng bốn cái tên luôn em thấy không? Dạ. Cha Vũ, mẹ Thơ và chị Hường, em tên Hưng. Cho nên là chỉ nhận, nói mẹ nói là nếu mà trùng thì chữa trùng một hai tên thôi chứ không nghĩ là
trùng tới 3-4 cái tên như vậy, cho nên mẹ mới phải kêu đi chỉnh để xem thôi có đúng cha hay là không. Ồ, này là bản sao hả chị, bản photo? Giấy khai sinh bản chính chị photo. Bản chính chị photo, tại nó gắt teo tua rồi, cái gì photo loại nó mờ. Lúc mà chị làm căn cước á, còn giấy khai sinh nè. Rồi, Tết về nha ông Tư.